Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, con linh mục Martino Nguyễn Bá Thông. Hôm nay bây giờ là 4 giờ chiều ngày 23 tháng 9 năm 2017, linh mục Nguyễn Bá Thông của chương trình Sống Đạo còn đang đứng trước phía bên ngoài vương cung thánh đường, kính thánh Pio năm dấu. Đằng sau lưng con là bàn thờ ngọa lộ thiên, để chiều nay trong 5 giờ chiều nay, xin lỗi, 7 giờ tối nay sẽ có thánh lễ đại trào kính thánh nhân trong ngày lễ của ngài. Con muốn chia sẻ với quý cụ, quý ông bà và anh chị em một chút xíu tư tưởng của con khi đang ở đây, như một bài chia sẻ như vậy. Thứ nhất, việc hôm nay con đi hành hương đến đây thực sự là vô tình, con không để ý đó là ngày kính thánh Pio năm dấu, nhưng vô tình lại đến đây đúng ngày đó. Nhưng con muốn đi cuộc hành hương này thật sự là do chính con, cho chính con. Hai điều mà thánh Pio năm dấu rất là nổi tiếng, đó là thứ nhất là chấp nhận những đau khổ mà trong cuộc đời của mình và tìm ra được thánh ý Chúa. Mọi người có thể coi cái video trước để nhìn thấy, đó là bị chính bề trên, bị những anh em chung quanh và ngay cả bị hội thánh, bị Đức Giáo Hoàng cấm không được làm linh mục trong vòng 9 năm trời, 10 năm trời, bởi vì nghi ngờ những cái điều tốt lành của Ngài. Dĩ nhiên con không thánh thiện đủ để có những điều đó, nhưng trong cuộc đời quý ông bà và anh chị em cũng như con có nhiều thánh giá, cho nên con xin, đó là điều thứ nhất, cho con hiểu được thánh ý Chúa trong cuộc đời, Chúa muốn con làm gì trong cuộc đời này. Và thứ hai là Ngài rất là nổi tiếng về vấn đề Ngài rất nổi tiếng về vấn đề là hòa giải. Và con đến đây để xin, bởi vì con đang đi nghỉ sabbatical ở Rome 3 tháng. Và một trong những cái dự định của chính của con để xin đi nghỉ này là để con làm những cái video để giúp cho mọi người chúng ta, trong đó có con, cảm nhận được tới gần Chúa Giêsu trong cái mầu nhiệm hòa giải của Ngài. Giống như con nói, trong cái cuộc đời linh mục của con sợ nhất là hòa giải với mọi người, bởi vì cảm thấy mình thật nhỏ bé và cái quyền hành không có. Trong những ngày đầu tiên làm trong chức vị linh mục thì con rất là lo sợ, để rồi 1 2 năm sau thì con cảm thấy là con thật sự bất xứng, rồi con cứ nói với Chúa là lạy Chúa, Chúa muốn nói gì, Chúa muốn nói gì, Chúa muốn con nói gì. Bởi vì con bắt đầu con nhận ra là trong những lúc con khuyên họ là giống như là con nói hơn là Chúa nói, và con cứ hỏi Chúa, lạy Chúa, Chúa muốn nói gì, Chúa muốn nói gì trong cuộc đời của con với họ. Để rồi con ngồi trong tòa hòa giải và con bắt đầu con lo lắng và con cứ lẩm bẩm cái điều đó. Rồi cách đây khoảng chừng 5-6 năm thì một lần con đập đùi cái đét một cái, con nói: Thông ơi, sao mày ngu như vậy? Nếu mày muốn biết Chúa nói gì với họ thì hãy dở lời Chúa ra. Và trong những năm vừa rồi thì trong cái chương trình hòa giải con đã làm những cái chương trình trong bằng tiếng Anh, là khi người ta hòa giải với Chúa, con đưa cho họ những cái lời Chúa nói và đó để đưa họ về và xin họ trở về để cầu nguyện với Chúa, như là cái phần mà đền tội như vậy, và bằng những cái lời Chúa vậy thì họ quay trở lại, họ thay đổi. Thì con nhận ra rằng đó chính là Chúa đang làm trong họ. Và con muốn là dùng cái chương trình sabbatical này, hy vọng là sức khỏe của con cho phép để vừa đi nghỉ vừa đi học mà vừa có thể làm cái chương trình đó trong tiếng Việt. Và đó là tại sao con đến gặp đến Thánh Pio ngày hôm nay. Và để cho Thánh Pio giúp con có phải đó là ý Chúa muốn, và nếu Chúa muốn thì con cần phải làm cho cách nào để cho cái ý đó được thể hiện. Và thứ ba cũng là cái cuối cùng là kỷ niệm 100 năm mẹ Fatima, một trong những cái lời nhắn nhủ của mẹ Fatima là hãy siêng năng lần hạt mân côi, và đó cũng là một trong điều mà con cần phải cố gắng làm hơn. Nhưng trở về với cái thứ hai, nãy giờ con đang quỳ để nói với quý ông bà và anh chị em. Trong cái điều thứ hai mà con muốn đến đây là, cái điều thứ nhất là để cho con hiểu ý Chúa và vác thánh giá. Trong cuộc đời quý ông bà và anh chị em, chúng ta đôi lúc mình cứ nói là Chúa gửi cái thánh giá tới trong cuộc đời của mình, thì con trả lời là Chúa không có gửi thánh giá nào tới đó. Chúa không bao giờ làm cho mình phải đau khổ. Những cái thập giá mà mình mang trong cuộc đời này, con nghĩ là 100 cái mà đau khổ mình phải mang thì hết 99 cái là do mình không vâng lời Chúa, mình không nghe lời Chúa mà mình bướng để mình đi theo, mình quyết định theo ý của mình, xong rồi mình vác được thánh giá. Ví dụ những người đời sống vợ chồng, lấy vợ chồng không cùng tôn giáo, rồi sau đó bảo: thưa cha, giờ con khổ con thế này thế kia. Có phải là từ đầu tiên giáo hội đã không cấm mình lấy cùng tôn giáo, nhưng mà những điều kiện được đặt ra để này nọ, đạo ai người đó giữ, rồi con cái đủ thứ. Hay là những quyết định đơn giản của quý cụ, quý ông bà và anh chị em, cũng như quyết định của con.
đúng không ạ? Là chúng ta làm sao, ví dụ trong cuộc đời của con có những quyết định để rồi những cái cám dỗ nó đến và có làm sai trái trên những cái quyết định đó, để rồi tâm hồn con nó bất an, để rồi con không có bình an, con không có đau, con đau khổ, thì con lại nói là Chúa ơi cho con cái ơn để vượt qua cái thánh giá Chúa trao. Nhưng thực sự đó không phải là cái thánh giá Chúa trao, mà là cái thánh giá mà cái khổ giá mà chính những quyết định sai trái của con đã dẫn đến điều đó. Trong nhà thờ cũng vậy, đôi lúc những điều mình quyết định theo ý của mình, không theo ý Chúa, rồi nó tè le lên, rồi nhức đầu, rồi bảo là giáo dân con là cái thảo khổ giá Chúa mang đến cho con. Rồi người giáo dân cũng vậy, đôi lúc quyết định theo ý của mình, không theo ý Chúa, không theo ý linh mục, bởi vì tôi cho tiền, bởi vì tôi có thế giá, bởi vì tôi là ông này ông nọ, mà ông cha xứ dám trả lời với tôi là không. Cho nên rồi đêm ra mình bực mình và mình mất cái bình an đó, và rồi mình nói là lại Chúa sao con khổ vậy, Chúa nói là cái đó là lỗi tại con. Nhưng trong những đau khổ đó, Chúa vẫn không bỏ rơi chúng con. Cái vấn đề là dù cho những cái sai đó, Chúa vẫn đồng hành với chúng ta nhá. Chúa vẫn đồng hành với chúng ta, và Chúa vẫn sẵn sàng để cho những cái đau khổ đó, và Chúa không bao giờ để cái đau khổ và cái sai trái quyết định của chúng ta để làm thay đổi được ý Chúa trong cuộc đời. Ông nội của con là cha bố của cha bố con là cha bố Phạm Đình Nhu, người phát bài Du Xe trong xóm nhỏ kho nghèo thờ xưa miền Nazareth thân ra ngài vui sống, thì ngài vẫn nói với con là vâng ý Chúa theo thánh ý bề trên. Mà quý ông bà và anh chị em biết, có thằng Thông là một thằng mà thuộc loại nó cũng ngang lắm, cho nên vâng ý Chúa theo thánh ý bề trên thì cũng nó thiệt là khó đó quý ông bà và anh chị em. Nhưng mà cuối cùng thì con hiểu nó được như vậy, cuối cùng thì con hiểu nó như thế này. Ngài nói với con là Thông ơi Thông, cái thì tôi thì con thì hay ngang, con hay cãi ngài, thì ngài nói là Thông, con nhớ như vậy, Chúa không bao giờ để cho những sai trái của con người có thể thay đổi ý định của Thiên Chúa. Và ngài đưa ra ví dụ, từ trong lịch sử, từ ý định của Thiên Chúa, từ nguyên thủy, là đã để cho con người được tạo những con người sống dưới vườn địa đàng, và để cho con người được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng rồi những quyết định sai trái của con người đã đẩy con người ra khỏi Thiên Chúa, để ra khỏi những cái điều mà Chúa tốt lành mà Chúa muốn, khỏi vườn địa đàng. Nhưng Chúa vẫn không thể để những sai trái của con người đó mà làm cho cái ý định Thiên Chúa thay đổi. Chúa vẫn tiếp tục sai mọi người, hết người này tới người kia, các tiên tri xuống, các vương giả xuống để kêu gọi con người trở về. Rồi cuối cùng sai con một của Chúa xuống chết trên thập giá, để bằng qua cái chết, sự phục sinh của Ngài, thì để cho con người lại một lần nữa trở về với vườn địa đàng, là ơn cứu độ, là nơi mà Thiên Chúa muốn. Chính vì vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, không bao giờ Thiên Chúa để cho những sai lầm của quý ông bà và anh chị em cũng như con thay đổi được cái ý định tốt lành của Thiên Chúa. Có chăng là chúng ta cảm thấy như vậy và chúng ta bỏ cái ý định tốt lành. Cho nên hôm nay đây con xin mọi người, chúng ta xin nhiều lắm, xin Chúa cho con thế này, xin thế kia. Hôm nay cùng với con, chúng ta hãy cùng nhau qua lời chuyển cầu của Thánh Pio năm dấu Thánh. Chỉ xin Chúa đúng một điều, xin cho con nhận biết rằng ý Chúa trong cuộc đời, ngay cả khi những đau khổ mà tự con vác lấy, tự con quyết định để làm tới những cái điều đó, thì cho con biết được ý Chúa là lạy Chúa. Chúa dùng đau khổ, những sai trái của con đó để Chúa mở cho con một con đường. Và lạy Chúa, con đường đó là gì? Xin cho con biết được rằng ý Chúa trong cuộc đời con, để cho tất cả mọi việc chúng con làm đều làm sáng danh Chúa. Và cho đến ngày chúng ta cùng với Thánh Pio năm dấu gặp Chúa trên cõi trường sinh, xin cho mọi việc chúng ta làm đều làm sáng danh Chúa, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúc mọi người bình an, và xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Amen.